Xe bay test con Flycam Z5 của anh Hải nhá, bị mòn bánh răng nhá. Bay nào. Cam ok, máy quay ok rồi. Bên em tháo ra thì thấy máy bánh răng của anh bị mòn hết một nửa rồi nên đã thay cho anh một cái bánh răng mới. Ok. Máy có bay ổn định rồi anh Hải nhá. Cánh em ơi.